Nhận định Sài Gòn FC với Bình Dương, 18 giờ ngày 4 tháng 7, tứ kết cúp quốc gia, sân Thống Nhất, với sự thiếu vắng của tiền đạo chủ lực Anh Đức và tiền vệ Tấn Tài, đương kim vô địch Bình Dương được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách của Sài Gòn FC. Thông tin trước trận đấu, đội hình dự kiến của cả hai đội. Đội bóng đất thủ được xem là chuyên gia đấu cúp, bởi họ luôn chơi rất tốt trong những trận knockout. Mùa giải năm ngoái, họ đánh bại Sanna Khánh Hòa ở tứ kết, hạ Hà Nội FC nhờ lượt bàn thắng trên sân khách ở bán kết, lượt đi hòa 3-3, lượt về hòa 0-0. Trong trận chung kết, Bình Dương đã vượt qua Thanh Hóa với tỷ số 3-1 để lên ngôi vô địch. Kinh nghiệm đấu cúp là ưu thế của Bình Dương, nhưng họ sẽ không có sự phục vụ của hai trụ cột là tiền đạo Anh Đức và tiền vệ Tấn Tài vì chấn thương trong trận đấu chiều này. Trong khi đó, Sài Gòn FC có đầy đủ những quân bài tốt nhất. Trung vệ tân binh Gustavo Santos, người từng khoác áo Việt Ten nửa đầu V-League 2019, sẽ ra sân ngay từ đầu. Cuộc chiến trên sân Thống Nhất sẽ phụ thuộc rất nhiều vào khu trung tuyến. Nếu đặt lên bàn cân, có vẻ Bình Dương đang yếu thế hơn đội chủ nhà và họ sẽ phải có những con tính để khắc phục. Bình Dương mang trong mình khát vọng bảo vệ cúp quốc gia, còn Sài Gòn FC cũng muốn sở hữu tấm huy chương ở mùa giải này. Nhiều khả năng đây là trận đấu chặt chẽ, có ít bàn thắng và hai đội phải đưa nhau đến chấm luân lưu 11m.